Đây là trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020, Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020, ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Châu Đốc nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Đoàn đã đến thăm ba gia đình chính sách, người có công ở phường Núi Sam, phường Châu Phú A và phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Tại nơi đến, ông Đỗ Tấn Kiết, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sản xuất của các gia đình, bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp hy sinh cho cách mạng của các gia đình chính sách, người có công tại thành phố Châu Đốc và đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương gia đình, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Giải đua xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 An Giang năm 2020 tiếp tục tranh tài giới chặng 2, xuất phát từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, lộ trình 90 km. Đúng vào lúc 8 giờ 15 phút, 54 vận động viên nữ đến từ 9 câu lạc bộ xe đạp các tỉnh thành trong nước bước vào tranh tài chặng 2, xuất phát từ đường Tân Lộ Kiều Lương, thành phố Châu Đốc, đi qua huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, tỉnh An Giang, đến huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang và về đích trước trung tâm điện máy Điện thoại Diệu Hương thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp phòng giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức lớp phổ cập bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em năm 2020. Trong đợt này có gần 420 em từ 6 đến 11 tuổi tham gia thông qua lớp phổ cập bơi nhằm trang bị phổ cập cho các em kiến thức kỹ năng cơ bản về bơi lội và phòng chống đuối nước để có thể phòng thân và mùa nước nổi. Thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước cho trẻ em và nhân dân, đảm bảo cho các em khi kết thúc khóa học đều biết bơi. Học bơi không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp trẻ hình thành các kỹ năng ứng phó với tình huống bất ngờ dưới môi trường nước, bơi lội giúp các em biết phòng vệ tự cứu mình và biết cách cứu người khi gặp tai nạn sông nước. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc phối hợp xã Đoàn Dĩnh Tế tổ chức tháng sinh hoạt hè năm 2020 với chủ đề hãy để trẻ em được thể hiện, tham gia bày tỏ chính kiến của mình. Tháng sinh hoạt hè năm nay diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 với nhiều hoạt động sân chơi thiết thực bổ ích cho các em học sinh như tuyên truyền các hoạt động giáo dục truyền thống, pháp luật cho học sinh, tổ chức trò chơi dân gian, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp các em có một mùa hè bổ ích thiết thực, giáo dục kỹ năng sống chăm sóc sức khỏe thể chất cho thanh thiếu niên nhi đồng tổ chức các buổi chăm sóc cảnh quan môi trường trồng cây xanh dịp này xã đoàn vĩnh tế và ban giám hiệu trường đã trao 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn từ đầu năm đến nay hội chữ thập đỏ thành phố châu đốc đã vận động hiến máu tình nguyện được 872 đơn vị máu các phòng thuốc trong hệ thống của tổ chức hội đã tổ chức khám bệnh châm cứu miễn phí cho 4.094 lượt người hút thuốc 14.015 thang, trị giá trên 70 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua công tác vận động nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ trong thành phố Châu Đốc còn vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài thành phố hỗ trợ cho 5.035 lượt hộ nghèo cận nghèo và khó khăn với tổng trị giá 572 triệu đồng, sửa chữa hai căn nhà tình thương trị giá 31 triệu 525 ngàn đồng, vận động mạnh thường quân ủng hộ vật tư tiền mặt ngày công cất và sửa chữa được một cây cầu trị giá trên 32 triệu đồng. Bên cạnh đó tặng 5 xe đạp cho con em hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, trị giá 12 triệu 500 ngàn đồng. Các cấp hội giúp 102 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và người bệnh khó khăn, trị giá 70 triệu 168 ngàn đồng. Thành hội tặng một chiếc xe lăn cho người bệnh nghèo không tự đi được, đứng được với trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng, phát 60 ngàn hộp cơm chay miễn phí vào ngày 14 âm lịch mỗi tháng, trị giá 600 triệu đồng. Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi cách để thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động theo hướng ngày một tinh di với nhiều thủ đoạn mới có tổ chức và rất manh động. Vì vậy, thời gian tới, để làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lực lượng 389 thành phố Châu Đốc và các ngành chức năng sẽ mở các đợt cao điểm phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố và trên khu vực biên giới. Theo đó, thành phố Châu Đốc tăng cường công tác phối hợp các lực lượng chức năng, nắm bắt tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung nắm chắc hoạt động của các đường dây ổ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xây dựng các phương án tập trung đấu tranh, bắt giữ và xử lý nhất là số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, buôn lậu có tổ chức trên khu vực biên giới, ngăn chặn đấu tranh đánh bắt, triệt phá, làm giảm thiểu đến mức thấp nhất hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân, đặc biệt là dân ở khu vực biên giới phường Vĩnh Quân, phường Châu Phú A và xã Vĩnh Tế, không tham gia vận chuyển hàng lậu tiếp tay cho buôn lậu, quán triệt người dân không cho các đối tượng buôn lậu thuê mướn đất làm đường vận chuyển hàng lậu, bên cạnh đó các cơ quan lực lượng thuộc quyền phải nắm chắc các đối tượng chủ đầu nậu đối tượng tham gia vận chuyển hàng lậu ra soát các hộ có người tham gia vận chuyển hàng lậu cho giết cam kết không đa giác hàng lậu mặt khác chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng công an quân sự hải quan tập trung bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng lậu ngay từ bờ kênh dĩnh tế và trên các tuyến đường từ biên giới vào nội địa sẽ góp phần ngăn chặn đấu tranh đánh bắt triệt phá làm giảm thiểu đến mức thấp nhất hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, trường trung cấp nghề Châu Đốc phối hợp xã Đoàn Dĩnh Tế tổ chức khai giảng lớp chăn nuôi gia cầm sinh học cho 30 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Dĩnh Tế. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được truyền đạt các kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi, chọn con giống, cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng các giai đoạn sinh trưởng, cách phòng chống bệnh trên gia cầm, và đặc biệt là kỹ thuật tiêm phòng bệnh cho gia cầm. Thông qua lớp học nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên biết áp dụng kiến thức kỹ năng khoa học kỹ thuật trong thực hiện mô hình chăn nuôi gà theo công nghệ sinh học, từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên phát triển khởi nghiệp kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, các đảng quỹ phường xã và các cơ ngành trực thuộc đã tổ chức triển khai chuyên đề học bác năm 2020 với các nội dung Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Về nội dung, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở, phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Người quan tâm xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên có đức có tài, người đề cao vị trí vai trò của người cán bộ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng. Bài học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là phải tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở chuẩn hóa, có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước công tâm, thạo diệt, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ quá, đội ngũ. Thông qua đó đã giúp cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức nắm được các nội dung trong chuyên đề, đồng thời nâng cao nhận thức lãnh đạo chỉ đạo của cán bộ các cấp đảng chính quyền và đoàn thể trong toàn thành phố. Hiến máu tình nguyện là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng. Nhằm hưởng ứng thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện hành trình đỏ thành phố Châu Đốc năm 2020, Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể chính trị xã hội kêu gọi tất cả các cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên hội viên, tình nguyện viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc tham gia hiến máu tình nguyện hành trình đỏ năm 2020. Thời gian tham gia hiến máu nhân đạo năm 2020 vào lúc 6 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại nhà ăn quỹ bà nhân dân thành phố. Được biết từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc đã vận động hiến máu tình nguyện được trên 872 đơn vị máu. Ngày 20 tháng 7, trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô tổ chức tháng sinh Hoạt hè năm 2020 với chủ đề Hãy để trẻ em được thể hiện, tham gia bày tỏ chính kiến của mình. Theo đó, các em được tuyên truyền giáo dục về truyền thống của quê hương dân tộc thông qua các buổi sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2020, tổ chức tham quan các di tích lịch sử, du khảo về nguồn, tham gia các hoạt động hướng về biển đảo như viết thư cho người lính biển, góp đá xây trường sa. Nhà trường còn tổ chức cho các em tham gia các hoạt động công ích xã hội như quét dọn nhà bia ghi danh liệt sĩ, chăm sóc hoa kiển, vệ sinh trường lớp, thăm và tặng sách giáo khoa cũ, dùng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp tuyên truyền cách phòng tránh đuối nước, bệnh sốt xuất số huyết, bệnh bạch hầu, covid-19. Ngoài ra, các em còn tham gia các lớp năng khiếu như hội họa, nhạc, bơi lội, tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian và các môn thể thao nhằm để nâng cao sức khỏe. Ma túy đang tấn công vào giới trẻ, trong đó có một bộ phận học sinh sinh viên. Làm gì để bảo vệ các bé trước hiểm quả ma túy là câu hỏi đặt ra cho gia đình và ngành chức năng, nhưng trước hết là vai trò của gia đình. Gia đình là nơi nuôi dưỡng giáo dục trẻ và cha mẹ là người gần gũi con mình nhất. Thế nên, muốn bảo vệ trẻ trước hiểm quả ma túy, điều đầu tiên cần nhắc đến là trách nhiệm của gia đình. Thực tế cho thấy, một số bạn trẻ dướng vào ma túy thường xuất phát từ việc thiếu sự quan tâm của gia đình, nhất là ở những gia đình có điều kiện về kinh tế. Do cha mẹ tức bật với công việc, ít có thời gian quan tâm đến các con và không thấy con mình có biểu hiện khác lạ nên thường chủ quan. Có trường hợp con nghiện ma túy đến 2 năm nhưng cha mẹ vẫn không biết. Đến khi lực lượng công an mời đến làm việc vì phát hiện con sử dụng ma túy trái phép thì cha mẹ mới dở lẽ. Nhiều bậc cha mẹ còn khẳng định rằng mình quản lý con rất kỹ, kiểm soát xem con chơi với bạn nào và luôn đưa đón con mỗi khi đi học thì con sẽ không có thời gian tiếp xúc với các bạn xấu và không bị lôi kéo. Nhưng hiện nay, trẻ tiếp xúc với nhiều kênh thông tin và vô số những thông tin các em tiếp cận hàng ngày. Cha mẹ kiểm soát được bao nhiêu nguồn thông tin. Quản lý không có nghĩa là lúc nào cũng theo sát bên con mà phải biết con sử dụng thời gian của mình như thế nào và kịp thời phát hiện những biểu hiện khác lạ của con. Và điều quan trọng nhất vẫn là hướng dẫn, cảnh báo con về những tác hại của ma túy. Chính những kiến thức và sự hiểu biết về tác hại của ma túy sẽ là sức đề kháng hữu hiệu giúp trẻ có thể tự bảo vệ mình. Ma túy không trừ một ai và đang tấn công vào học đường, bên cạnh sự quan tâm chăm sóc gia đình, nhà trường cần trang bị cho trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để nói không với ma túy. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố Châu Đốc đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hội đồng đội đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể và thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên di động. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Hội đồng đội thành phố Châu Đốc nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Hiện nay, thành phố Châu Đốc có 11.975 đội viên và 4.304 nhi đồng học tập, rèn luyện tại 24 liên đội cơ sở. Những năm qua, Hội đồng đội thành phố Châu Đốc đã tích cực đổi mới, sáng tạo nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên tham gia, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đội thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng, định hướng lối sống đẹp, có ích và tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Công tác giáo dục truyền thống lý tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho thiếu nhi được thực hiện thường xuyên như thực hiện phong trào em yêu lịch sử Việt Nam, tuyên truyền giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được 192 cuộc với 108.299 lượt đội viên tham gia. Tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam thông qua hình thức rung chuông vàng, trả lời câu hỏi, hái qua dân chủ, có 732 học sinh tham gia. Hoạt động hành trình đến địa chỉ đỏ 24 liên đội đã thực hiện với 1.173 đội viên tham gia. Các em được tìm hiểu về điểm lịch sử, vệ sinh tạo cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, Hội đồng đội thành phố phát động các liên đội tham gia cuộc thi Bác Hồ với Thiếu Nhi. Thiếu Nhi với Bác Hồ được 417 tranh vẽ. Khánh Thành công trình mang non điểm sinh hoạt vui chơi Thiếu Nhi ở địa bàn dân cư tại phường Vĩnh Mỹ, tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường theo chương trình 1 triệu ly sữa. Tổng trị giá công trình là 30 triệu đồng. Ngoài ra, 24 liên đội tổ chức Khánh Thành công trình mang non chào mừng sinh nhật bác như ngôi nhà xanh, phòng chống đắt thải nhựa, khu giường tuổi thơ, bồn rửa tay tự chế khu vườn trồng rau sạch, bồn qua, trang trí các bức tường. Để tạo môi trường thi đua học tập, các liên đội cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào qua điểm 10, dừng qua học tốt, rèn nét chữ, luyện nét người, tiếng trống, kẻn học bài. Qua các phong trào thi đua học tập, có 5.112 cái điểm hồng, 674 tiết học tốt, 65 cá nhân đạt nhiều điểm hồng nhất. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của trang quá độc, trang bị kỹ năng đọc, và định hướng thiếu nhi đọc lành mạnh thông qua việc tổ chức ngày hội đọc sách, có 18 trên 24 liên đội đã thực hiện với 9.158 học sinh tham gia. Tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời có 6 trên 24 liên đội thực hiện cho 1.181 học sinh. Hội đồng đội thành phố còn tặng 2 tủ sách học đường cho trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, thư viện xanh cho trường trung học cơ sở Trương Gia Mô, tổng trị giá 7 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng phong trào kế hoạch nhỏ. Kết quả các trường thu được 33,7 tấn giấy dụng, bán được với số tiền 20 triệu 220 000 đồng và thực hiện kế hoạch liên ngành giữa sở giáo dục và đào tạo, tỉnh đoàn An Giang và hội khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai phong trào nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021. Trên cơ sở các hoạt động quyên góp lao động tiết kiệm của thiếu nhi nhằm giáo dục các em về ý thức tiết kiệm bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết sẻ chia với bạn bè, với số tiền tích lũy là 121 triệu. 438.000 đồng. Các tiền đội trong học bổng hỗ trợ gấp học tập, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Thực hiện các cuộc vận động phong trào thiếu nhi châu đốc thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy, phong trào nghìn việc tốt, gừng người tốt việc tốt, có 1.546 học sinh nhặt được của rơi trả cho người bị mất, đôi bạn cùng tiến, bạn giúp bạn, đều được các liên đội thực hiện có hiệu quả, qua đó đã giúp các em đội viên học sinh có ý thức phấn đấu chuyên lên trong học tập, rèn luyện, đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu hoàng bác hồ. Đồng thời các liên đội đã phát động đóng góp, tiếp sức đến trường giúp đỡ các bạn khó khăn. Tiêu biểu liên đội Trương Gia Mô đã vận động giúp đỡ 227 học sinh với số tiền 80 triệu 300 ngàn đồng, 40 chiếc xe đạp, 2.455 quyển tập, 50 bộ đồ thể dục, 63 cặp, 63 máy tính Casio. Các liên đội khác tặng 67 bảo hiểm y tế 6 tháng với số tiền 18 triệu 827 ngàn đồng, tặng 143 phần quà. 186 quyển tập với tổng số tiền 16 triệu 363 ngàn đồng, cùng với nhiều công trình khác như công trình măng non, góc học tập vì bạn nghèo. Có 24 trên 24 liên đội đã thực hiện việc tặng góc học tập cho 29 học sinh khó khăn với tổng số tiền trên 43 triệu đồng. Khánh thành công trình măng non xây dựng mới điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi tại phường Mỹ Bình và tại xã Dính Châu. Phong trào nuôi heo đất khuyến học được trên 121 triệu đồng để tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy đoàn kết tốt kỷ lục tốt hội đồng đội thành phố tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui tết trung thu tổ chức đêm hội trăng đầm cho các em vui tết trung thu và tặng 140 phần quà với số tiền 28 triệu đồng từ nguồn tài trợ của ngân hàng SCB. Ngoài ra, các phường xã đoàn còn nhận động được hơn 1.280 phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn vui trung thu với tổng trị giá 179 triệu đồng. Hội đồng đội tổ chức lớp học làm người có ích cho 122 em học sinh khối trung học cơ sở tham gia các em được học cách làm việc nhóm, học cách làm quen, tự tin giới thiệu bản thân, tham gia các trò chơi tập thể và dẫn động, tiếp xúc với các bước nhảy cha cha cha. nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. hội đồng đội thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay. trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội, diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường. 24 trên 24 liên đội đã thực hiện việc tổ chức diễn đàn tuyên truyền về các nét đẹp ứng xử văn hóa cho 9.820 học sinh. Cùng với đó, phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền giáo dục trong đội viên học sinh về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tác hại của ma túy, rượu bia và các chất kích thích, triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống các HIVS, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình và phòng chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống tai nạn xã hội, được 73 cuộc, 23.727 học sinh tham gia. Góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các phong trào trường em xanh sạch đẹp vì màu xanh quê hương. Hội đồng đội xã Vĩnh Châu và phường Châu Phú B tổ chức chiến dịch xanh với hành động phòng chống rác thải nhựa bằng hình thức tổ chức gian hàng đổi rác lấy quà, đổi các chai nhựa, lon nước, bao bì, ni lông lấy các phần quà thân thiện với môi trường. Rác thải nhựa sẽ được đưa vào nguồn kế hoạch nhỏ của các trường. Kết quả thu được trên 200 kg rác thải nhựa đã đổi được 350 chai nước thủy tinh với tổng số tiền 7 triệu đồng trích từ nguồn quỹ băng non xanh qua việc bán sim điện thoại và giải tranh tư pháp. Hội đồng đội xã Vinh Tế thực hiện mô hình ngôi nhà xanh hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa bằng hình thức xây dựng ngôi nhà để các em học sinh tự giác bỏ rác thải nhựa, bán cây quỹ. Trong những năm qua công tác đội và phong trào thiếu nhi của thành phố châu đốc không ngừng phát triển đã kết nạp mới 2.191 đội viên mới giới thiệu 817 đội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh để nâng cao vai trò vị trí của người chỉ huy đội giỏi trong nhà trường rèn luyện kỹ năng chỉ huy trong các hoạt động đội hội đồng đội thành phố tổ chức hội thi nghi thức đội chỉ huy đội giỏi thành phố châu đốc năm học 2018-2019 thu hút trên 400 em đội viên tham gia kết quả đơn vị tiểu học Quang qua thám đạt giải nhất nghi thức đội triển khai cuộc trận động xây dựng chi đội ba tốt và liên đội ba tốt nâng cao vai trò của bang phụ trách đội trong trường học Hội đồng đội thành phố đã tổ chức đại hội điểm cấp liên đội của thành phố cháu Quan Bắc Hồ năm học 2019-2020 trường tiểu học Kim Đồng. Tuyên chương 40 đại biểu đạt cháu Quang Bắc Hồ cấp trường, chọn 5 đại biểu tham gia đại hội cháu Quan Bắc Hồ cấp thành phố, trao năm suất học bổng cho 5 em học sinh vượt khó học giỏi, 40 phần quà Tết cho học sinh khó khăn, tổ chức hội thi thời trang từ nguyên liệu tái chế. Hàng năm, Ban chấp hành thành đoàn cùng Hội đồng đội thành phố tổ chức lễ phát động sinh hoạt hè, tháng hành động vì trẻ em chiến dịch mùa hè tình nguyện cấp thành phố với hơn 500 đoàn viên thanh niên tham dự. Qua đó đã trao 10 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận hỗ trợ từ khu vui chơi trẻ em 6 con, 5.000 vé trò chơi trị giá 50 triệu đồng, tặng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, tổ chức giải bơi lội học sinh các nhóm tuổi với 100 em tham gia, phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước học sinh, các trường tiểu học, trung học cơ sở với hơn 800 học sinh tham dự, giúp các em thiếu nhi được rèn luyện sức khỏe và vui chơi trong dịp hè thành đoàn phối hợp với trung tâm văn hóa thể thao tổ chức giải bóng đá thiếu nhi U10 và U14 song song đó để giúp các em được có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm vui chơi giải trí hội đồng đội thành phố đã phát động nhiều phong trào như tổ chức hội thi trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ bảy năm 2019 cho 80 em học sinh khối tiểu học tổ chức cuộc thi vẽ tranh chúng em bảo vệ môi trường thành phố châu đốc năm 2019 tổ chức giải cờ vua thành thiếu nhi thành phố năm 2019 tổ chức ngày hội tuổi thơ lần thứ 9 năm 2019 tại khu vui chơi 6 con 3 cho 700 em thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Trong ngày hội đã phát 4.200 phiếu ăn và vé trò chơi miễn phí. Các em thiếu nhi tham gia các gian hàng ẩm thực, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi tại khu vui chơi, thưởng thức tiết mục thổi bong bóng bằng mũi. Ban thường vụ thành đoàn, hội đồng đội thành phố tổ chức trại hè thanh thiếu nhi thành phố năm 2019 với 10 tiểu trại đến từ các phường xã đoàn, các liên đội, và các đoàn trường trung học phổ thông, bao gồm các hoạt động thi cổng trại đẹp, ngày hội trò chơi dân gian như gấp đậu, nhảy sạp, thiên kiệu, bắn bi, nhảy dây, ngày hội sáng tạo thanh thiếu nhi, gian hàng ẩm thực, phần thi tài năng âm nhạc. Em Phạm Nguyễn Anh Thư, trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc cho biết. Sau khi tham gia các hoạt động phong trào của đội, bản thân em rèn luyện được các kỹ năng rất bổ ích. Tự tin giao tiếp khi đứng trước đám đông, giúp các bạn học sinh nghèo vượt khó trong học tập như phong trào nuôi heo đất khuyến học, kế hoạch nhỏ, mô hình ngôi nhà xanh, học tập được các kỹ năng bổ ích thông qua hội thi chỉ huy đội giỏi cấp thành phố tổ chức như dựng liều, thắt nút dây, giấu đi đường, cùng các thầy cô tiếp tục thực hiện phong trào trường lớp xanh sạch đẹp, an toàn, góp phần trong việc chọc phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Em xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào do không chào đội do các cấp tổ chức để xứng đáng trở thành một đội viên tốt là cháu ngoan Bắc hồ ngoài ra hội đồng đội phường xã còn tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tổ chức trò chơi dân gian và thực hiện chương trình 1 triệu ly sữa nhằm giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 cho hơn 898 em thiếu nhi trên địa bàn tặng hơn 2.208 hộp sữa 20 thùng bánh quà với tổng số tiền 17,6 triệu đồng vận động 800 khẩu trang giải nước khử khuẩn tặng cho các em học sinh khó khăn và các trường trên địa bàn thành phố khi các em học sinh trở lại trường sau thời gian chống dịch covid-19. đồng chí quỳnh thị kim ngân chủ tịch hội đồng đội thành phố cho đốc cho biết trong thời gian tới hội đồng đội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thiếu nhi châu đốc thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy thông qua các hoạt động cụ thể là tổ chức thêm nhiều phong trào tìm hiểu về lịch sử tìm hiểu về cội nguồn dân tộc hướng dẫn học sinh tiếp cận với các nguồn kiến thức về lịch sử bằng nhiều hình thức mới tạo sự thích thú cho các em bên cạnh việc định hướng cho các em học tập thật tốt thì hội đồng đội thành phố sẽ phối hợp cùng các đơn vị để học sinh được thỏa sức trải nghiệm sáng tạo vui chơi giải trí lành mạnh từ những hoạt động nghiên cứu khoa học trải nghiệm nghề nghiệp việc làm trải nghiệm thiên nhiên học làm người có ích kỹ năng của người đội viên chỉ huy đội tài năng sử dụng mạng xã hội an toàn trong thời đại công nghệ tổ chức thêm nhiều phong trào mang ý nghĩa thiết thực vừa phục vụ việc nâng cao kiến thức vừa giúp học sinh có thêm nhiều kỹ năng thực hành xã hội với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố châu đốc sẽ tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tự kiện tốt năm điều bác hồ dạy phấn đấu trở thành những đội viên tốt xứng đáng là cháu hoàng bác hồ quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số fm chín mươi hai một Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Nhưng cả nước nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng đã và đang kiểm soát tốt tình hình. Tuy vậy, thành phố Châu Đốc cũng chịu ảnh hưởng khá lớn, trong đó khu vực thương mại dịch vụ du lịch là nặng nề nhất. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Thành phố Châu Đốc quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Châu Đốc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi chỉ đạo các cấp các ngành phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2020, quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết cao trong toàn Đảng toàn dân để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, thành phố Châu Đốc đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý giá cả thị trường, bình ổn giá được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. Doanh thu thông qua chợ ước đạt 3.837,63 trên 8.214 tỷ đồng, đạt 46,72% so với kế hoạch thành phố tiếp tục thực hiện đề án phát triển chợ siêu thị trung tâm thương mại và quản lý an ninh trật tự, văn minh thương mại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Trong đó đã tổ chức thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Châu Long, phối hợp hỗ trợ Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam thực hiện công tác đầu tư xây dựng mới chợ phường Châu Phú B và trung tâm thương mại Núi Sam. Hoạt động cấp phép kinh doanh luôn kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia mua bán sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Châu Đốc có 324 hộ đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ với tổng vốn đầu tư là 52.638 triệu đồng, giảm 105 hộ so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra liên ngành văn minh thương mại dịch vụ được thực hiện thường xuyên, kết quả kiểm tra 72 cơ sở kinh doanh, phát hiện 3 trường hợp vi phạm đã xử phạt theo quy định về du lịch lượng du khách đến thành phố Châu Đốc đạt 2.157.900 lượt giảm 40% so với cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch phát triển du lịch thành phố, các cơ quan chức năng phối hợp với Quỹ ban nhân dân các phường xã, thực hiện tốt công tác lập lại trật tự đô thị, khu du lịch núi Sam, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt văn minh thương mại, công tác chống hàng gian hàng giả, bán không đúng giá niêm yết. Đặc biệt, công tác tuyên truyền hỗ trợ du khách phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện thường xuyên, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Bên cạnh đó, thành phố Châu Đốc tiếp tục triển khai hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án như đường D Kinh Hòa Bình, tuyến đường nối đường tỉnh 955A đến đường Tân Lộ Kiều Lương, xây dựng tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng đến khu du lịch Bãi Bồi Vĩnh Mỹ theo quyết định 2098 trên quy ngày TTR ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia núi Sam tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tiến hành lập các hồ sơ khoa học như đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội dưới bà chúa xứ núi Sam đến năm 2030, được Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt tại quyết định số 2476 trên quy đề UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019. Hồ sơ lễ hội với bà chúa xứ núi Sam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và hồ sơ quần thể di tích núi Sam đề nghị xếp hạng khu di tích quốc gia đặc biệt làm nền tảng phát triển du lịch thành phố Châu Đốc. Đồng thời, thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện văn minh đô thị năm 2020 nhằm tác động đến ý thức của người dân tham gia bảo vệ môi trường, duy trì tuyến phố văn minh đô thị. Các cơ quan chuyên môn và quỹ ban nhân dân phường xã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt đất công và ra quân thực hiện lập lại trật tự lòng lề đường, dĩa hè trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tăng cường kiểm tra thực hiện phường Văn Minh đô thị, lĩnh vực công nghiệp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp qua chương trình khuyến công được thực hiện tốt, cùng với chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính phủ, từng bước phát huy hiệu quả. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đã phát dây cho chính cơ sở với số tiền 7,251 trên 18 tỷ đồng, đạt 40,28% so với kế hoạch có 10 trên 39 cơ sở công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thành lập mới đạt 25,64% so với kế hoạch giải quyết việc làm cho 83 trên 180 lao động đạt 46,11% so với kế hoạch Nông nghiệp tiếp tục phát triển, tổng diện tích gieo trồng tính đến nay đạt khoảng 13.537,68 ha, đạt 71,26% so với kế hoạch. Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân là 6.576,26 ha, đạt 99,6% so với kế hoạch giảm 179,02 ha so với vụ đông xuân năm 2018-2019, năng suất 6,5 đến 7,2 tấn tăng 0,2 tấn trên 1 hecta so với cùng kỳ năm 2019 là 6,5 đến 7 tấn trên 1 hecta. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản ổn định, công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, tiêm phòng được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra dịch bệnh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả, công tác giáo dục được cấp quỹ chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, phong trào thi đua dạy tốt và học tốt được chú trọng, chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo các cấp học chuyển biến tốt hơn. Quy mô trường lớp được kiểm soát, quản lý đúng với kế hoạch. Thành phố Châu Đốc hiện có 31 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 86,11%. Có 29 trên 35 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, đạt tỷ lệ 82,85% về y tế công tác theo dõi và giám sát dịch bệnh được quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thông đại chúng vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phun thuốc chống dịch giám sát tình hình dịch bệnh được thực hiện thường xuyên nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện thường xuyên và đạt tiến độ yêu cầu công tác chỉ đạo tuyên truyền kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn ổn định, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, hoạt động văn hóa, thông tin thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục phát triển, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách hộ nghèo được các ngành các cấp quan tâm thực hiện, các khoản trợ cấp lương cho các đối tượng được chi trả kịp thời đầy đủ đúng đối tượng, thực hiện tốt chi trợ cấp cộng đồng cho đối tượng là người đủ 80 tuổi trở lên, người già neo đơn, người khuyết tật, người bệnh tâm thần, người đơn thân đang nuôi con, trẻ em bị bỏ rơi, người nhiễm HIVS, trẻ mồ côi. 6 tháng đầu năm, thành phố Châu Đốc đã chi trả trợ cấp cho 2.921 lượt người có công với số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ ban Nhân dân 7 xã phường chi hỗ trợ 415 trên 415 người có công gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 với tổng số tiền là 621 triệu 500 ngàn đồng. Số lao động được đào tạo nghề là 290 người, đạt tỷ lệ 24% so với kế hoạch giải quyết việc làm cho 2.684 người, đạt tỷ lệ 45% so với kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng được đảm bảo ổn định và tăng cường, niềm tin và sự tuân thủ của các tầng lớp nhân dân đối với đảng, chính quyền ngày càng cao. Công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp được tiến hành nghiêm túc, đã tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ cơ sở và đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy trình quy định, tiếp tục quan tâm kiện toàn củng cố nâng chất hoạt động của hệ thống dân vận mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Những tháng cuối năm 2020, các cấp quỹ chính quyền địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhất là phục hồi kinh tế xã hội, củng cố kiện toàn, cấp quỹ trực thuộc sau đại hội, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố vào cuộc sống. thưa quý vị và các bạn nhận thức tầm quan trọng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong đời sống xã hội năm năm qua các cấp quỹ đảng chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức hành động của cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và mang lại những kết quả tích cực trong chương trình thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài nâng chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Năm năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã từng bước đi vào ổn định và nề nếp, chú trọng đến chất lượng, không hình thức, thành tích và số lượng. Chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao và giữ dữ vững. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập nhân rộng. Đã có trên 508.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 865 khóm ấp đạt chuẩn văn hóa, 72 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 23 phường, thị trấn đạt chuẩn dân minh đô thị và 2.245 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng các xã nông thôn mới và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp đã phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa bằng cách chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phổ biến và ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp thành lập các câu lạc bộ mô hình kinh tế có hiệu quả như nuôi bò dỗ béo trồng nấm rơm nấm bào ngư trồng sen nuôi lương chuyển từ lúa sang màu câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giải quyết việc làm mới cho người lao động đảm bảo an sinh xã hội hộ khá giả ngày càng tăng giảm hộ nghèo và cận nghèo dẫn động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội và nơi công cộng xây dựng quy ước khóm ấp văn hóa ứng xử lịch sự trong giao tiếp xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết tương trợ lẫn nhau chấp hành kỹ cương xã hội mỗi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm bạo lực gia đình xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại địa bàn dân cư tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khu dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư bốn bốn giảm ma túy mại dâm tội phạm tai nạn giao thông tuyến phố văn minh đô thị cảnh quan xanh sạch đẹp trồng cây xanh, trồng qua các tuyến đường chính, làm hàng rào, cột cờ trước nhà, xử lý nước, rác thải đúng quy định, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đánh giá về hiệu quả phong trào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư cho rằng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần ý thức tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ đó người dân có trách nhiệm hơn với các vấn đề cộng đồng, xây dựng tình làng nghĩa sớm càng thêm khăng khít an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp tiếp tục nâng chất phong trào, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, khóm ấp văn hóa, phường văn minh đô thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào trong các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng tình làng nghĩa sớm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn giới cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng bền vững, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Gian Quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.